Như mình nói trong cái slide cuối á, thì mình nói một lần nữa, đó là cái phương pháp mà tăng cường miễn dịch hiện nay tốt nhất vẫn là cái phương pháp sử dụng, áp dụng các lối sống lành mạnh, không uống rượu, hút thuốc, và tập thể dục, ngủ đầy đủ, ăn uống nhiều chất xơ, nhiều rau, nhiều trái cây. Thì các bạn đừng nên nghĩ đó là ở những nước phát triển người ta có những cái loại thần dược, người ta có những cái loại phương pháp rất là tiên tiến có thể tăng cường hệ hệ miễn dịch một sớm một chiều như nhiều cái quảng cáo mà mình thường thấy trên mạng. Thì như vậy nó là không đúng. Thì thậm chí ở Mỹ đây thì cái phương pháp mà để giúp người bình thường hoặc là thậm chí là người bệnh nhân ung thư hồi phục cái hệ miễn dịch của họ vẫn dựa vào cái lối sống lành mạnh là chính.